Mời quý vị tiếp tục theo dõi Cà Phê Ngày Mới sáng nay với tựa mục điểm báo cùng với VTC9. Thưa quý vị, chúng ta đã bước sang tháng 8 và thông thường thì đây là thời điểm bắt đầu cho năm học mới. Ở nhiều trường hiện nay vẫn đang là một khu vực bị phong tỏa hoặc là nơi để thực hiện cách ly y tế cho những người được cách ly. Và sẽ là một năm học mới mà không có ngày khai giảng như thường lệ mọi năm. Và đây là một trong nhiều những nội dung đáng chú ý mà chúng tôi đã chọn ra trên các đầu báo. Để cùng với quý vị và các bạn chúng ta đọc báo sáng nay vâng và thưa quý vị ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng khánh phương điểm qua những bài báo đáng chú ý vừa được chúng tôi tổng hợp hiện nay thì thưa quý vị khuyến nghị thành phố hồ chí minh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khuyến nghị người dân là cần nên ở đâu thì ở yên đó và đây cũng là cách để giúp thành phố chống lại dịch bệnh và để giúp người dân có thể yên tâm hơn. Thành phố cũng đã đưa ra nhiều chính sách để giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khó khăn bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19. Một trong số đó thì các chuyên gia cần hỗ trợ miễn giảm tiền thuê nhà cho người dân cùng với một khoản chi tiêu tối thiểu trong thời gian là khoảng 6 tháng. Trên báo Thanh niên, trang số 7 cũng đã có bài viết miễn tiền thuê nhà cho người dân vùng dịch cũng chỉ rõ chính sách này không hề dễ dàng để có thể triển khai. Bởi hiện nay, người cho thuê cũng bị áp lực bởi chi phí đầu tư một cục vốn lớn để lấy lại tiền thuê nhỏ lẻ hàng tháng. Ngoài ra, thì còn bị áp lực chi phí trả lãi vay hàng tháng, chi phí bảo trì, bảo dưỡng tòa nhà. Không những vậy thì mới đây, chính phủ còn quy định người cho thuê nhà phải đóng thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất. Muốn giảm được toàn bộ tiền thuê nhà, nhà nước phải hỗ trợ lại cho chủ nhà toàn bộ tiền điện, nước. Ngoài ra thì ngân hàng cũng phải giảm gốc và giảm lãi cho chủ nhà trọ. Dù vậy thì vẫn phải nhìn nhận rằng đó là dựa trên tinh thần tự nguyện, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau. Còn đề nghị giảm 100% tiền thuê nhà là hơi cực đoan và rất khó nhưng điều quan trọng nhất lúc này là an dân, người dân thấy rằng cả sinh mạng và sinh kế của mình đều được chăm lo. Để làm được điều này, không chỉ là hỗ trợ tiền thuê nhà mà còn phải là triển khai các gói hỗ trợ khác song song đi kèm. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã gửi văn bản kêu cứu rồi tạm dừng nhận một số mặt hàng nhập về cảng các lái, nhiều giải pháp cấp bách đã được đưa ra. Tuy nhiên, theo đại diện của một số cảng biển ở phía Nam, đây chỉ là những biện pháp tạm thời. Bởi nguyên nhân sâu xa của sự ùn tắc tại cảng các lái và các cảng ở phía Nam là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ. Hàng hóa đang bị tồn động lại các cảng rất nhiều. Báo tuổi Trẻ có bài viết trên trang 6 số ra sáng nay với tiêu đề Khẩn cấp giải cứu cảng các lái. Xin được trích đọc cùng quý vị và các bạn. Theo đại diện một doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, việc ùn ứ hàng hóa không chỉ xảy ra ở cảng Cát Lái mà là tình trạng chung của hầu hết các cảng ở phía Nam, nhất là chiều nhận hàng nhập khẩu. Vì này cho biết số lượng doanh nghiệp vận chuyển đang giảm sâu, nhiều doanh nghiệp đang đóng cửa sẽ để container lại cảng không trở về nhà máy bởi tất cả các khâu trong vận chuyển nhập hàng cũng đều đã ngưng trệ. Do đó tình trạng ùn ứ này sẽ còn tiếp diễn thậm chí là tạm thời dừng lại tại khu vực cảng Cát Lái và các cảng khác nếu mà dịch bệnh vẫn cứ kéo dài sản xuất đình đốn đi lại bị siết điều này có thể chặn đường ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp vẫn còn sản xuất xuất khẩu được với quy mô và cường độ khai thác lớn như cảng cát lái hàng chục nghìn lượt xe container ra vào mỗi ngày về lâu dài làm sao để các doanh nghiệp duy trì được lực lượng lao động hàng hóa thoát cảnh ùn ứ giải pháp căn cơ vẫn là sức khỏe của doanh nghiệp chỉ khi nhu cầu lấy hàng cao thì cảng mới tránh được tình trạng như thời gian qua thưa quý vị để thực hiện được mục tiêu là không để đứt gãy chuỗi cung ứng thế nhưng để làm được thực hiện được mục tiêu này thì doanh nghiệp đã gặp phải rất nhiều những khó khăn những rào cản trước mắt như là từ cước vận tải tăng cao thiếu container rỗng khiến cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đã đứng ngồi không yên. Và để tháo gỡ vấn đề này thì không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà cần có sự chung tay của các hãng tàu và doanh nghiệp. Vấn đề đã được báo công thương nêu ra trong bài viết trên trang số 4 và trang số 5 với nội dung là Ghiềm cương cước vận tại biển. Thưa quý vị, một trong số những nguyên nhân được nhiều hãng tàu đưa ra cho việc tăng cước là do tình trạng ách tắc tại các hãng quốc tế các cảng quốc tế rất nghiêm trọng hiện nay khiến tàu phải thay đổi lịch trình dẫn đến chi phí tăng cao phản hồi của các hãng tàu ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị, từ nay đến cuối năm, các hãng tàu không điều chỉnh giá cước, phụ phí phát sinh tại Việt Nam. Trường hợp phải điều chỉnh, trao đổi với Cục để có thể cùng tháo gỡ, tránh trồng thêm gánh nặng cho doanh nghiệp. Hãng tàu cũng cần có chính sách quản lý các đại lý giao nhận, ưu tiên cho các đại lý làm ăn chân chính, đưa ra cước vận chuyển không quá trên lịch so với cước của hãng. Ngoài ra, thì các hãng tàu phải minh bạch thông tin về giá cước. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Bộ Công an đã phát hiện bóc gỡ đường dây tổ chức làm giả rất nhiều con dấu và nhiều loại tài liệu khác nhau như là cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu của các tổ chức tín dụng. Các tài liệu giả này được doanh nghiệp cá nhân sử dụng đưa vào hồ sơ dự án đầu tư và các hồ sơ khác nhau nhằm chứng minh năng lực tài chính của mình. Cảnh báo trước thực trạng này, sáng nay báo Lao động có bài viết đăng trên trang 7 với tiêu đề Nhức nhối nhà nàng làm giả tài liệu chứng minh năng lực tài chính xin được trích đọc cùng quý vị và các bạn. Bài viết cho hay là trên mạng xã hội hiện nay không khó để người dùng có thể tìm đến những địa chỉ chuyên thực hiện các giấy tờ giả như vậy. Theo đó khách hàng chỉ cần bỏ ra một số tiền từ 300.000 đến 2 triệu đồng mà không cần xuất trình giấy tờ chứng minh để đặt hàng. Chỉ trong một thời gian ngắn người mua sẽ nhận được một con dấu sắc nét và có mẫu như yêu cầu. Trao đổi với phóng viên báo Lao động, luật sư Quách Thành Lực, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ của cơ quan tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người phạm tội này sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Kính thưa quý vị, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải dù ngày càng được hoàn thiện nhưng mà thực tế vẫn cho thấy là hiện nay đang gặp rất là nhiều những bất cập xung quanh, đặc biệt là khi lượng rác thải nhựa đang tăng cao và trong thời điểm bối cảnh mà trên toàn thế giới không chỉ riêng gì ở Việt Nam đang phải lao mình vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 thì đi kèm với những chất thải rắn khác thì lượng chất thải phát thải y tế cũng đã gia tăng gấp bội. Trên báo pháp luật Việt Nam thì trang số 7 sáng nay cũng đã có bài viết phản ánh cuộc chiến chống trong ô nhiễm trắng. Bài viết này cho hay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải ngày càng được hoàn thiện nhưng thực tế cho thấy là vẫn còn rất nhiều bất cập, đặc biệt là chất thải nhựa chiếm phần lớn trong tổng số lượng chất thải phát sinh nhưng lại chưa có quy định cụ thể về quản lý, nhất là loại nhựa dùng một lần. Kinh nghiệm cho thấy khi việc hoàn thiện hành lang pháp lý là chưa đủ thì việc hình thành thói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy cần được xã hội nhận thức đúng đắn và chủ động thay đổi. Một giải pháp quan trọng là chính các cơ quan nhà nước phải đi tiên phong và làm gương sáng trong cuộc chiến chống ô nhiễm trắng. Trên tương ứng đó, thì vận động doanh nghiệp, người dân cùng tham gia vào lối sống, nói không với rác thải nhựa. Thưa quý vị và các bạn, mọi năm ngày mùng 5 tháng 9 là một ngày rất quan trọng với học sinh, với phụ huynh và cả các thầy cô, ngày khai giảng. Và thực tế thì năm học mới luôn rụt rịch từ trước đó từ khoảng đầu tháng 8 như hiện giờ. Nhưng mà năm nay với tình hình dịch thế này thì nhiều địa phương vẫn chưa biết là liệu ngày khai giảng có được tổ chức hay không, hay là tổ chức vào thời điểm nào, có giống như mọi năm hay không. Bộ Giáo dục Đào tạo thì vẫn Ờ, có thể nói là chưa đưa ra được thông báo chính thức nào cả Nhiều phụ huynh, giáo viên đề xuất lùi thời gian khai giảng Nhưng cũng có nhiều cơ sở giáo dục đã sẵn sàng để bắt đầu năm học mới Với hình thức khai giảng học trực tuyến Báo Tù Trẻ Trang 16 số ra sáng nay có đặt câu hỏi Năm học mới sẽ ra sao? Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên các trường tiểu học trung học cơ sở trên cả nước thực hiện chương trình sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6, năm thứ hai các trường tiểu học thực hiện chương trình lớp 1 mới. Đây chính là nguyên nhân khiến phụ huynh và giáo viên dè dặt khi nói về phương án học trực tuyến. Nhiều hiệu trưởng tại Hà Nội cho rằng trừ những nơi ảnh hưởng quá nặng khó khăn cả về nhân lực và điều kiện dạy học trực tuyến còn nhiều địa phương khác bao gồm cả hà nội không nên lùi thời gian năm học mới thay vào đó có thể tính đến phương án khai giảng online dạy học trực tuyến tuy nhiên dù là cách thức nào thì vẫn phải chờ quyết định về thời gian năm học cụ thể về điều này nhiều hiệu trưởng trường công lập ở hà nội cho biết rất mong sẽ có quyết định hướng dẫn sớm để đỡ bị cập rập Thưa quý vị, tự chủ đại học nhìn từ học phí vẫn là câu chuyện được báo chí sáng nay quan tâm. Và để tiếp tục loạt bài về chủ đề này, thì báo đại đoàn kết trên trang số 12 cũng đã có bài Trách nhiệm xã hội của trường đại học. Qua đó, thì bài viết này cũng cho rằng, bên cạnh chính sách tín dụng học sinh, sinh viên đã được triển khai 14 năm vừa qua, để con đường đến giảng đường của sinh viên nghèo không bị cản bước, cần thêm những hỗ trợ thiết thực từ phía các trường đại học. Theo một nghiên cứu cũng cho thấy, một tỷ lệ không nhỏ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng cần được tiếp nhận chính sách nhưng chưa được vay vốn. Cần thiết mở rộng đối tượng vay vốn trong chính sách tín dụng sinh viên để cải thiện tính hiệu lực của chính sách là đề xuất của nhóm tác giả. Như vậy thì bên cạnh việc nâng mức cho vay tối đa đối với nhóm học sinh sinh viên, các chuyên gia cũng đề xuất cần linh hoạt hơn nữa về đối tượng cho vay. Cụ thể là chính quyền địa phương, trường học cần phải tạo điều kiện xác nhận nhanh chóng, chính xác về hoàn cảnh gia đình để học sinh sinh viên có nhu cầu vay vốn sớm được tiếp cận nguồn vốn cho vay khi cần thiết. Thời gian đến khi các trường đều được tự chủ hoàn diện toàn diện hơn thì học phí chắc chắn sẽ tăng, sẽ có gia đình dù vay tín dụng vẫn không thể đủ tiền cho con em đi học. Vì vậy thì các trường đại học rất cần thể hiện trách nhiệm xã hội của mình. Và bài báo vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục điểm báo của chúng tôi sáng nay. Quý vị có thể tìm đọc lại toàn văn những bài báo này trên những đầu báo mà chúng tôi đã điểm sáng nay. Hoặc là quý vị có thể xem là tiểu mục điểm báo trên kênh Youtube và Facebook chính thức của VTC9. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo.